Kênh học tiếng Trung Channel xin chào các bạn. Quần định, ổn định. Phía bên dưới thì trên này có để từ dấu thứ nhất đến dấu nhẹ nha. Quần định, ổn định. Phía bên dưới thì trên này có để dấu thứ nhất đến dấu nhẹ thì các bạn nhìn đây mà phát âm nhé. dấu thứ nhất, dấu thứ hai, dấu thứ ba, dấu thứ tư và thanh nhẹ thanh nhẹ gọi là dấu thứ năm nha quẩn hoặc là quẩn từ quẩn ở dấu thứ ba nha đi xuống và đi lên đây dấu thứ ba đi xuống và đi lên quẩn hoặc là quẩn Ting. Ting. ở dấu thứ tư nhé nhớ nhấn mạnh cho trên này nhé Ting. hai từ ghép lại ổn định ổn định trên này có câu mẫu cho từ ổn định sư ổn định rằng an sinh công tình trạng kinh doanh của công ty rất ổn định giúp cho nhân viên làm việc một cách an tâm lặp lại lần nữa nhé Công sư tạ chính diện trọng thai phê trọng quẩn tinh, ràng nhuễn cung an sinh cung dô. Công sư tạ của công ty. Cái gì của công ty? Chính diện kinh doanh. Công sư là công ty. Công trong câu này có nghĩa là của Kinh doanh là kinh doanh. Công sư kinh doanh, kinh doanh của công ty. Trạng thái là tình trạng. Phi rất là. Quần tiên, ổn định. Răng là giúp cho hoặc là khiến cho, làm cho. Duyển công là nhân viên an xin yên tâm công cho làm việc công sư đã chinh diễn trọng thái phê trọng quần tinh rằng nguyện công an xin công cho tình trạng kinh doanh của công ty rất ổn định giúp cho nhân viên làm việc một cách an tâm và câu thứ hai cũng là ví dụ cho từ quần tinh 经过一段时间的调整现在公司的业务状况已经非常稳定了。搜索腿烟流行活动根源 của công ty 现在是稳定。落来了呢经过一段时间的调整现在公司的业务状况已经非常稳定了。 sau một thời gian điều chỉnh hoạt động kinh doanh của công ty hiện đã rất ổn định. Chính qua ý toàn tờ Sau một thời gian Sử tờ Là thời gian Chính qua tức là đã qua Ý toàn là một đoạn Sử tờ Thời gian theo trận Điều chỉnh hiện tại, hiện tại bây giờ. Công sư, công ty, tờ. Trong câu này có nghĩa là của. u là kinh doanh. Tròn khoảng là hoạt động, tình trạng, tình hình. Y chinh đã phê chọn rất là quần tinh, ổn định, định là rồi. Chính qua ý đoạn thời gian đã thảo trần, hiện tại tình sư đã yê ụ trọng khoản ý chinh phê trọng quần tinh Sau một thời gian điều chỉnh hoạt động, kinh doanh của công ty hiện đã rất ổn định. Bù quần tinh Bù tinh Không ổn định Bù là dấu thứ tư nhấn mạnh nhé. Quẩn. Dấu thứ ba đọc là quẩn. Hoặc là quẩn. Tinh. Dấu thứ tư nhấn mạnh nha. Ba từ ghép lại. Bù quẩn tinh. Không ổn định. Và trên này có câu mẫu cho từ. Bù quẩn tinh. Suy chinh sư trọng. Hẳn bù quẩn tinh. Yêu xiao xin thổ chứ thị trường gần đây rất không ổn định nên cẩn trọng đầu tư. Suy chinh thị trường hẳn bù ổn định, yào xào xin thổ tư. Suy chinh là gần đây. Sư trọng là thị trường. Hẳn rất bù ổn không ổn định. 要了烦我了念。小心更疼我了更长。投资斗争。最近市场很不稳定要小心投资体重更大的人更长。经济不稳定造成许多人失业。 kinh tế bất ổn kinh tế không ổn định dẫn đến nhiều người mất việc hoặc là dẫn đến nhiều người thất nghiệp. Kinh tế, định, người việc, người thất nghiệp. kinh tế là kinh tế bất ổn định, không ổn định, tạo thành dẫn đến, nhiều người rất nhiều người. Sư nghiệp là thất nghiệp hoặc là mất việc. Kinh tế bất ổn, tạo sự sư kinh tế không ổn định dẫn đến nhiều người mất việc. Bài học của trên này đến đây tạm dừng rồi và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo nha. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh nha, để khi nào trên này có ra video mới thì các bạn sẽ nhận được thông báo ngay nha. Jenny này xin thân ái chào tạm biệt các bạn.